Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván đấu cho vòng 18 của giải cờ tướng đình đám giao cấp bên tái năm 2023. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Mạc Tử Kiện, người cầm bên đen là chiến thần Vương Thứ Nhất.吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
吃。吃。吃。Từ hình cờ trên thì hình cờ hai bên khá cân bằng, đôi bên thủ ý hòa cờ và chuyển sang đánh cờ chớp. Trong ván cờ chớp này, bên đỏ đi tiên là vương và Mạc Tử Kiện anh cầm bên đen. Kính mời các bạn đón xem.吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃。
吃。吃。吃。
吃。 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 将军。 吃。 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 将军。 吃。 将军。 Tới hình cờ trên thì bên đen xin thua khi bên đỏ cho tung mã qua, vừa mai phục phần cờ bắt mã đồng thời vẫn còn đó tư thế cho xe 6 tiến 3 đến cục. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.